thì hô tu giê xu ma du ta ma na sa đan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba ta a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ni tăng hê tê na sa dê na su va thì hô tu gia tinh các khi lô bà ta vinh si tô si gia cha tô phi hoa tê phi a sam bà cam bì vô ta thu ba mang so bù ri giang hoa đà mi vô a ri a sa cha ni a ve cha ba sa ti đăng bì sang kê ra ta năng bà ni tăng hê tê na sa chê na su va thì hô tu dê a ri a sa cha ni vi pha hòa danh tỳ gầm phi ra banh nhê na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon tỳ phù sa ba ma ta na tê pha quang a tha ma ma di yan tỳ đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su va tỳ hô a ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha quang ti sa ca ya đi ti vi chi ki tăng cha si la pha tăng wa bi ya đa ti kinh chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pha bo ca tung hi đam vi sang ke ra ta năng pa ni tăng hi te na sa che na so wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pha bo so ta sa ba ti cha ya a pha ba ta di sa ba sa sa wo ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng te na sa che na so wa ti ho tu wa na pha gum be ya ta pu si tăng ge gim ka na ma se ta tam ma ning gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de sa di ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya i đăng ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ma wa rang ti sa di đăng vi bu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan vi ra ta che ta ya ti ke phát minh tây na bi cha vi run nhan da ni ban te thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi sang khe ra ta năng ba di tăng e te na sa che wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham băng a ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề hòa ma nu sa bu chi tăng sang khang na ma sa ma su wa ti ho tu chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng quan hỷ thành kính nghe lời này rồi tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù
diệu một với ngôn này tu thành muôn hạnh phúc phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chân pháp ấy công thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại là chú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiền thệ được khi giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y duy kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đất dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc phần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát cõi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thánh tu đà quần dù thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh thánh do vậy chính tăng chung châu báu thù diệu mong quá chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đừng là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiền thiết pháp vô thượng do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với ta không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy di thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân lỗi
đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo như chân được chư thiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa đại chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thứ vị hai là ngày thứ bảy, 9 tháng 5 2020. Chúng ta lại có thêm một ngày tu học trong mùa đại dịch Corona. Tuần lễ này là tuần lễ mà người Phật tử khắp năm châu hàng năm cử hành lễ Vê Sắc hay là cái khánh đản để long trọng kỷ niệm sự ra đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Năm nay thưa quý vị, đại lễ Phật đản diễn ra trong thời điểm mà ngay giờ phút này đã có hơn 4 triệu người ở trên thế giới bị lây nhiễm siêu vi COVID-19, và hiện nay thì chưa có một cái thuốc chủng ngừa hay là một cái thuốc trị liệu nào để gọi là hữu hiệu đối với siêu vi này. Một mặt thì sự lây nhiễm đang gia tăng mãnh liệt, ở một mặt khác thì chưa bao giờ cả thế giới mà không có được một sự tập trung phối hợp nhịp nhàng để đương đầu với đại dịch. Cho dù đó là Tổ chức Liên Hiệp Quốc hay Tổ chức Y tế Thế giới, hoặc giả là các khối ví dụ như là Tây Phương, mà thông thường là trong những biến cố như vậy dẫn đạo bởi Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ngay cả tại Hoa Kỳ thì sự đương đầu với đại dịch nó vẫn là những cái mảng rời rạc, không có tới cách nhất quán từ liên bang cho đến tiểu bang cho đến các thành phố. Hàng ngày chúng ta không biết bao nhiêu những tin tức mà có thể nói rằng đôi khi nó trái chiều, từ những hy vọng lóe lên rồi vụt tắt, bởi vì cuối cùng người ta thấy được rằng tất cả những tin tức liên quan đến một cái hy vọng kết thúc đại dịch chỉ là quá sớm hoặc là chưa đủ. Hiện giờ thì người ta chỉ biết được một điều là nhân loại ít nhất là ở trong vài ba tháng nữa của mùa hè năm nay vẫn phải đối diện với sự hoành hành của COVID-19. Bên cạnh đó thì khi mà mùa thu tới, nhiệt độ xuống thấp là mùa của dịch cúm, và nhiều chuyên gia tin chắc rằng một đợt bùng phát thứ hai sẽ khiến cho nhân loại chao đảo không ít. Thì ở trong thời kỳ dịch bệnh này, một ở trong những điều mà chúng ta muốn làm là làm sao để mỗi người chúng ta hỗ trợ cho nhau, giữ tinh thần thật tốt, đủ sức mạnh, nội lực để vượt qua những khăn
Và do vậy, trong quyển sách mà chúng ta đang đọc ở đây là một sưu tập những lời dạy của Ngài Ajahn Chah về giáo pháp, về đời sống nội tâm. Chúng ta đang đi ngang qua một chương nói về sự tu thiền hay hành thiền. Chương này có 35 câu nói của Ngài được góp chặt và được đặt vào trong một chương. Hôm nay cũng giống như những ngày trước, chúng ta lại có 7 câu nói tiếp tục ở trong chương liên quan đến hành thiền. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, xin kính thỉnh Tòa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu pháp thoại. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế giải, vô thượng điện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, ý giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa Thượng tọa Minh Hạnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử. Chúng ta thường chuẩn bị cho một hành trình bằng những thứ gì cần mang theo trước khi khởi hành. Và khi chúng ta đến nơi thì mình sẽ làm gì? Trong lúc đa phần ở trên cuộc hành trình đó có những điều cần phải ứng biến thì chúng ta lại ít khi nghĩ tới. Có đôi khi vì chúng ta giao phó việc đó cho hãng máy bay hay cho người lái xe, nhưng mà kỳ thật thì cho dù là trước khi khởi hành và trong khi đang đi và khi mà đến cái đích điểm mà chúng ta mong muốn, thì mỗi một chặng đường, mỗi một giai đoạn nó đều có một cái thử thách riêng. Thì thưa quý vị, cũng tương tự như vậy, khi nói đến tu thiền thì một người phát tâm đi vào trong trường thiền là một lẽ. Nhưng mà trong lúc đang hành thiền thì người đó phải giải quyết rất là nhiều những cái vướng vấp. Mà vướng vấp này đôi khi thưa quý vị, nó lại không có lợi, hoặc giả là nó đến lạc hướng. Và bản thân của mỗi người, nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình có trang bị cả một cái kho tàng kiến thức, nhưng mà rồi không giải quyết được. Mà chúng ta phải dựa trên sự nhận thức sáng suốt của mình để có thể vượt qua từng chặng một. Ngài Ajahn Chah thì Ngài ít có nói nhiều, nhưng mà Ngài thường cố gắng
để giúp cho người tu tập nhìn vào những cái điểm bị kẹt lại và tự mình hóa giải những điều đó. Chúng ta gọi là những lấn cấn. Nhưng người ta thường nói rằng đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ có cái hạt sạn trong giày. Hạt sạn trong giày đôi khi nó bé nhỏ thôi, nhưng nó làm chúng ta đau, chúng ta thốn, mình đi được. Và đó là những điều lấn cấn mà tất cả chúng ta cần giải quyết. Bây giờ thì xin mời quý vị lắng nghe một số các câu nói của Ngài Chân Cha được sưu tập ở trong cái chương nói về hành thiền của quyển Không Chẳng Có Ai Cả, No Ajahn Chah. Xin mời cô Lăng Nhật Nguyệt Khoan Hỷ đọc cho bài đọc ngày hôm nay. Sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với pháp thoại. Dạ, nam mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Nhật Đẳng đã dẫn nhập cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin được đọc bài viết. Trích từ Chẳng Có Ai Cả, No Ajahn Chah, do Ngài Ajahn Chah viết và Thị Khư Khánh Hỷ, Thị Khư Khánh Hỷ chuyển dịch. Hành thiền tiếp theo. 22. Cốt tủy của Đạo Phật giản dị, không cần phải giải thích dông dài. Loại bỏ cái thích và không thích, để rồi mọi sự tự nhiên. Đó là những điều tôi thực hành trong việc tu tập của tôi. 23. Hỏi sai, chứng tỏ bạn vẫn còn hoài nghi. Việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp ích cho việc quan sát của bạn. Nhưng thấy chân lý hay không, tùy thuộc ở sự thực hành của bạn. 24. Thực hành là học cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng sự dính mắc. Giác ngộ sẽ đến khi bạn chấm dứt chấp trước. 25. Nếu bạn có đủ thì giờ để chú ý, bạn có đủ thì giờ để hành thiền. 26. Hỏi, khi hành thiền, nếu có nhiều chuyện lạ diễn ra trong tâm thì nên tìm hiểu chúng hay chỉ ghi nhận đến đi của chúng? Trả lời, thấy một người đi ngang qua, nếu đó là người lạ, bạn sẽ tự hỏi, ai vậy? Người ấy đi đâu? Làm gì? Nếu đó là người quen, bạn chỉ cần ghi nhận sự đi ngang qua của người ấy mà thôi. 27. Mong ước, trong lúc hành thiền sẽ có thể là bạn hay kẻ thù. Nếu là bạn, nó sẽ khiến ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau. Nếu là kẻ thù, nó sẽ khiến ta mong ước những gì chưa xảy ra, muốn đối tượng của mình có được những gì mà chính đối tượng đó không có. Nhưng cuối cùng, chúng ta phải xả bỏ mọi mong ước, ngay cả mong ước giác ngộ mới giải thoát được. 28. Hỏi, có cần phải trình pháp hàng ngày không? Trả lời, hãy tự xem xét tâm mình, tự trình pháp cho mình. Một vị sư có thể hôm nay đang nóng giận hoặc tham muốn điều gì. Vị sư đó chẳng cần đến hỏi tôi điều này phải không? Về phía đến đây đã tạm chấm dứt, chúng con cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng tự ý trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé. Cảm ơn cô Lan Giang Nguyệt. Thưa quý vị, trong những câu nói liên quan đến thực hành thiền định, ở trong giai đoạn đầu thì tương đối là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta đang càng đi sâu vào thì nó cần một số các kinh nghiệm trực tiếp thì chúng ta mới cảm nhận được giá trị của những câu nói này. Ở trong câu số 22, Ngài Chân Cha nói rằng cốt tủy của Đạo Phật thực giản dị, không cần phải giải thích dông dài, rồi bỏ cái thích và cái không thích, rồi để mọi sự tự nhiên. Đó là những điều tôi thực hành ở trong sự tu tập của tôi.
kia chân cha ngài nói câu này đó, thì chúng ta được hiểu một cái đơn giản là khi một người đang hành thiền, điều quan trọng là đi tới, đừng bận tâm với những cái mình thích và cái không thích. Cái mình thích là cảm giác dễ chịu, hay là mình nghĩ rằng mình đang thành công và đang được một cái gì đó. Thật ra thì điều này không phải chỉ ở nội tâm mà ở ngoại cảnh. Giống như một người mới vào trong trường thiền, thì thưa quý vị, cái cảm giác đầu tiên của mình là mình thích cái không khí an tịnh, mình không thích cái cách xây dựng ngôi chánh điện, mình thích con đường, con queo dẫn lên các cái lưu âm thất, mình không thích cái tiếng kẽn ở trong chùa. Và khi một người mới vào như vậy, họ luôn luôn bị ám ảnh chi phối bởi cái thích và cái không thích. Nhưng mà nói cho cùng thì điều đó nó có quan trọng, bởi vì cho dù mình thích con đường hay là mình không thích cái kiểu xây cất của cái tăng xá am thất, thì thưa quý vị, chúng ta chỉ đến đó trong vòng 10 ngày, và trong 10 ngày đó mình sống thì mình sống với cái hợp với địa mục của mình. Thì như vậy, điều đầu tiên mà chúng ta nên làm đó là tự nhắc mình, cái cảm giác thích hay không thích đó, nó không quan trọng, và không quan trọng mà chúng ta phải tiếp tục đi tới. Cái không thích thường là nó tạo cho chúng ta cái khó chịu, cũng là một sự bận lòng. Mà cái thích đó, nó tạo chúng ta chỉ dính mắc, cũng là một sự bận lòng. Mà một hành giả tu tập đó, hiểu được thì cái chuyện nó không phải thích hay không thích. Giống như bây giờ chúng tôi làm một chuyến đi xa từ Houston lên Dallas. Chuyến đi đó mất 5 tiếng đồng hồ. Mà bảo rằng mình đi dọc đường, mình gặp những chuyện thích hay không thích thì có nhiều lắm. Từ những con đường rộng hay là hẹp, có những khoảng đường đẹp hay là xấu, có những khoảng đường hơi gồ ghề một chút hay là bằng khoảng êm ái. Nhưng mà con đường là con đường, và tất cả chúng ta đều phải đi qua. Cái gì mình đến rồi mình cũng sẽ để lại sau lưng. Thì điều quan trọng là mình đi đến Dallas, chứ không phải là để mình bận lòng và cái thích và không thích dọc đường. Về điểm này, ngài Chánh Cha ngài nói từ cái kinh nghiệm rất là riêng tư của ngài. Và trong cái kinh nghiệm riêng tư này, thưa quý vị, và thấy có thượng tọa Từ Siêu vào trong group, xin kính đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu. Thưa quý vị, ngày nào chúng tôi cũng vào để chia sẻ ở trong mùa đại dịch. Và thượng tọa Từ Siêu thì thượng tọa rất là bận rộn với công việc Phật sự, và do vậy hôm nào thượng tọa Từ Siêu mà có thì giờ vào được rung rung thì rất là hoan hỷ. Và chúng tôi muốn dành thời giờ buổi sáng đó, ngày hôm đó đó, để thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Do vì hôm nay khi thượng tọa Từ Siêu vào trong room, không biết là thượng tọa vào nhưng mà có sẵn sàng để cầm microphone để nói chuyện không, và nếu thượng tọa có thể được, cứ thỉnh thượng tọa chia sẻ một vài cái suy nghĩ của thượng tọa ngày hôm nay. Vì có một số người khi đi hành thiền hay trong đường tu tập thường thắc mắc rất là nhiều điều, nhưng mà những điều này thì thông thường nó lại không có lợi nhiều.
nó chỉ là cái gì bung sung, cái gì lồng vòng ở bên ngoài, mà nó không đi vào cái trực tiếp. Và đó là những gì Ngài Chân Cha Ngài muốn nói. Bây giờ thì kính khung thỉnh Đạo Tổ Sư cầm microphone, và nếu được thì xin thượng tọa cho đại chúng 45 phút dạ, bài nói chuyện của thượng tọa trong ngày hôm nay. Kính khung thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thầy nhé. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trong lớp Phật Pháp Vô Tất Tâm Á buổi sáng, cái khóa tu học thời đại dịch, khi nào, bởi vì giờ tối ở bên kia, tức là sáng ở bên này, và trong tuần thì chúng tôi đang bận rất nhiều cái công việc. Thậm chí ở chùa chúng tôi cũng không có ở yên trong chùa Viên Giác, chúng tôi phải qua bên chùa xử lý. Chỉ có ngày Chủ Nhật, ngày Chủ Nhật thứ bảy thì có thể, nhưng mà ngày Chủ Nhật thì chúng tôi có thể vào trong chùa. Và một vấn đề nữa là lúc trước thì chúng tôi nghe báo là 8 giờ đến 9 giờ. Khi 8 giờ chúng tôi vào room thì thấy đọc bài. Đến 8 giờ 15 chúng tôi mới thuyết. Dần dần thì 8 giờ thuyết. Bây giờ chỉ chưa tới 8 giờ là sư Tự Trì đã réo gọi chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết là mai mốt kém, mai mốt chắc sớm hơn, chắc ở khoảng 7 giờ 7 rưỡi. Không biết là tượng đội dân đẳng chơi nhất định cái giờ thiết giờ nào, nhất định giờ thiết là giờ nào. Ngoài cái đọc bài, ồ thì về đọc, vậy chúng ta bắt đầu đọc bài lúc bấy giờ. Nếu mà chúng ta bắt đầu đọc bài lúc 7 giờ 15, ồ, nếu 7 giờ 15 như vậy thì chứ sư Từ Tri sẽ in bài ra cho chúng tôi, hay là thượng tọa giác đẳng gửi bài thì chúng tôi sẽ đón chừng, sẽ đón chừng để vào room. Được, 7 giờ 15 đọc bài. Như vậy sớm càng tốt. Quá nhiều giờ. Chúng tôi không biết, không biết giờ nào. Chắc có lẽ là sáng sớm thức dậy 6 giờ chúng tôi phải vào rung ngồi chờ đấy chứ. Khỏi nhớ, khỏi được nhớ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một cái đề tài thì hành thiền, trích từ cái quyển của Ngài Ajahn Chah. Nội dung của phần này thì nói đến
một vài điều mà vị hành giả thường có cái sự hoài nghi. Ở trong bài thì Ngài Chan Cha Ngài nói như là những cái câu trả lời cho một vài vị hành giả hỏi, do đó không có cái sự liên đới với nhau. Thì ở đây chúng tôi tóm lại và đưa ra những mục mà chúng ta cần phải biết ở trong vấn đề hành thiền. Thứ nhất là cái việc hành thiền có cần lý thuyết nhiều hay không? Có cần học lý thuyết nhiều hay không? Thứ hai, vị hành giả hành thiền có nên thắc mắc nhiều vấn đề với thiền sư hay không? Thứ ba là vị hành giả hành thiền có nên theo những cái nghi thức trước khi hành thiền hay không? Thứ tư là trong lúc hành thiền, trong tư tưởng có diễn ra nhiều sự kiện thì vị hành giả nên tìm hiểu hay là chỉ ghi nhận? Thứ năm, đối với vị hành giả hành thiền có cần thiết phải đặt một cái sự mong ước về cái mục đích hành thiền hay không? Và cuối cùng là nếu mà hành giả hành thiền ở trong một cái trường thiền, một trung tâm thiền thì có cần phải trình pháp hàng ngày hay không? Ở đây thưa quý vị, lần lượt chúng tôi sẽ trình bày sáu điều mà chúng tôi đưa lên đó. Trước hết, cái việc hành thiền chúng ta có cần nghe lý thuyết dung dài hay không? Ở đây thưa quý vị, không cần phải nghe cái triết lý dông dài, chúng ta có một cái được gọi là sở tri trước hay gọi là gành thác Palibodha. Tức là cái sự ràng buộc
cái sự quái điểm do cái lý thuyết kinh điển. Chúng ta thử nhớ lại vào thời Đức Phật, khi mà các vị tỳ kheo từ xa đi đến ý kiến Đức Phật để xin một cái đề mục thiền, Đức Phật Ngài không cần phải giải thích dung dài, tản mẳng, tỉ mỉ. Ngài chỉ nói lên những gì cần phải nói cho các vị đó nắm rõ. Rồi vị đó khi mà thực hành có cái gì trục trặc thì vị đó sẽ trở về để hỏi lại. Nhưng mà phần lớn thì các vị tỳ kheo hành theo cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy một cách cô động, thì các vị đó tự mình triển khai trí tuệ và chánh niệm, vị đó sẽ biết cách để quyển chuyển. Giống như một người học lội nước từ còn nhỏ đó, hồi xưa khi mà chúng ta còn nhỏ còn bé, đâu có phao, đâu có áo phao, chỉ là người lớn như là cha chẳng hạn đi kèm ở dưới nước rồi vỗ hở đỡ mình lên trên mặt nước, cho mình tập đập đùng, đập hai chân và bơi cho đến khi thả lần rồi riết rồi cũng vô lội được, tự uống nước về lần là biết lội thôi. Còn thời nay người ta trang bị cho đứa bé xuống dưới hồ bơi đó, nào là áo phao, cột dây, hay là một cái bích xi tròn nổi lên trên, rồi ở phía giữa giống như là có cái đai, rồi đứa bé ngồi lên trên đó thò hai chân xuống. Thì như vậy quanh năm suốt tháng chỉ ngồi nổi phình trên mặt nước, chết thì không chết nhưng mà không biết lội. Khi mà chúng ta học quá nhiều về lý thuyết, chúng ta tự hào rằng cái gì mình cũng biết hết, thế là chúng ta không có phát triển được chánh niệm, phát triển được trí tuệ, chúng ta không có khám phá ra được một cái thế giới nội tâm mà tự mình phải điều chỉnh, chúng ta không khám phá được. Mà chúng ta ngồi chút là chúng ta nhớ lời của vị thiền sư đã dạy như vậy, ngồi niệm chút xíu cái chúng ta nhớ lại ở trong cái quyển sách thiền kia dạy thế kia. Chúng ta ngồi chúng ta chỉ cần hồi tưởng lại những lời dạy và những cái câu văn ở trong quyển sách, nên chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được. Chúng ta không nên hoàn toàn bật tâm, không được nghe chỉ dẫn, không nên như vậy. Không được nghe chỉ dẫn là chúng ta không biết đường đâu mà chúng ta mở cửa đi vào cái chỗ tịnh cư thiền định. Chúng ta chỉ cần nghe dạy cái cách đi đến đó, đến một cái cửa đang đóng
mở hé cửa ra, bước vào khu vườn và đi đến một gốc cây, ngồi tĩnh lặng và chánh niệm theo hơi thở hay theo điều mục nào đó. Chúng ta chỉ nghe biết tới chuyện đó thôi. Cho nên cốt tủy của đạo Phật là giản dị, không phải giải thích dông dài, không cần phải giải thích dông dài. Khi mà chúng ta ăn đó, đưa cho chúng ta một cây mía, chúng ta tự mình xước cái vỏ mía rồi chúng ta cắn nhai thì nó ngon hơn là người ta róc mía sẵn, hay người ta tiện ra từng lóng, từng lóng, từng miếng. Còn tệ hại hơn nữa là người ta ép ra thành nước, cho vào cái ly, chúng ta gọi là ly nước mía, uống cái ực cái hết, chúng ta không có hoạt động được hai cái quai hàm của chúng ta. Chúng ta không có thưởng thức được cái thú vị của cái việc mà nhai mía. Quý vị nhớ vậy. Ăn trái cây quý vị, chúng ta chỉ cần lấy trái ổi rửa sạch, rồi chúng ta cắn, chúng ta ăn. Cái nào cái hộp chúng ta muốn bỏ thì bỏ, chỉ vậy thôi. Nó hay hơn là chúng ta gọt cái vỏ ổi, xong rồi chúng ta sắc ra từng miếng, tách ra từng miếng. Ăn như vậy không ngon, chúng tôi thường nói như thế. Cũng như khi mà chúng ta tu tập thiền định, chúng ta chỉ cần nghe giảng dị khai mở cho chúng ta biết cái đề mục đó, ý nghĩa như vậy, phải làm như vậy thôi, chứ khỏi phải ngồi giải thích cặn kẽ từng ly từng tí. Ở trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo, trong cái phần định đó, thưa quý vị, giải thích quá chi tiết. Nhưng mà nếu chúng ta có dịp thì chúng ta đọc qua đó, thì chúng ta đọc để chúng ta biết như vậy, chúng ta nên đóng những sách lại, chúng ta nên bỏ đi cái chi tiết đó. Giáo chủ Trương Tâm Phong dạy liền cho đệ tử cháu con của Dương Thí Sơ, tức là Trương Vô Kỵ, dạy cho nó về cái thế võ Nhu Thắng Cương, Nhu Đạo. Dạy xong rồi, cái ông mới hỏi Trương Vô Kỵ, con thuộc chưa? Nói về thuộc. Cũng nói chuyện năm ba câu rồi hỏi bây giờ con còn nhớ không? Bây giờ con quên hết hơn nữa rồi. Không thể nói vậy cũng được, nhưng mà đều con ráng chút xíu nữa coi. Một hồi nữa hỏi thì nói giờ bây giờ con quên hết rồi. Ông nói tốt, khiến cho lục đại môn phái đứng ở chung quanh đó họ ngạc nhiên vô cùng. Ai thở đời nay ông thầy dạy học trò, môn cho học trò nhớ nhiều, nhớ rõ. Bọn này nó càng quên càng tốt, càng quên càng tốt, cuối cùng thì nó trở thành vô địch. Ở đây chúng vị cũng vậy, lấy cái chuyện tiểu thuyết mà chúng ta nói ra để làm cái thí dụ. Trên thực tế chúng ta cũng thế, khi mà chúng ta hành thiền đó, mà chúng ta cố nhớ lại những gì chúng ta nghe và chúng ta đọc là chúng ta bị quái niệm, cho nên chúng ta bỏ bớt. Thứ hai là vấn đề chúng ta có nên hoài nghi, thắc mắc quá nhiều việc với thiền sư hay không. Ở đây chúng vị không cần thiết,
Bởi vì cái việc hành thiền chỉ tốt đẹp khi nào nó giúp cho cái việc chánh niệm tỉnh giác của mình tăng trưởng sắc bén, chứ không phải là cái việc hành thiền để làm cho chúng ta có những người đó, họ có nghĩ như thế nào. Hồi xưa con không có thắc mắc cái này kia đâu, nhưng mà từ khi hành thiền cái trí nó sáng lên, cái con thấy con thắc mắc đủ điều hết. Quý vị, chỉ có cái người họ quá sơ ý, ông thầy quá sơ ý, ông nghe gì ông khen, nhưng mà đối với cái vị thầy mà minh mẫn sáng suốt là hãy quở trách cái vị thầy sinh đó. Ai thở đời nay hành thiền thời gian trước không có hoài nghi, sau làm cho hoài nghi nó phát sinh, cứ lo thắc mắc không thì làm sao mà chánh niệm được. Bỏ đi, chúng ta đừng có hoài nghi, đừng có thắc mắc. Mà nhất là cái chuyện chúng ta hành thiền chưa tới, chúng ta chưa đạt tới cái trình độ đó, chưa đạt đến cái tuệ minh sắc đó, chúng ta chỉ thoáng qua nhớ mang máng, hết cái tuệ này sẽ đến cái tuệ kia, rồi chúng ta thắc mắc tiếp, như vậy thì không ổn thôi. Chúng ta phải sống với thực tại, chỉ biết thực tại thôi. Cái đó nó mới giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ. Chúng ta đang đi trên một con đường trơn trượt, lởm chởm, gồ ghề. Chúng ta không nên tìm hiểu, hỏi thăm cái người đi bên cạnh, cái vị thầy đi bên cạnh. Ở phía trước tôi nghe nói có cây cầu dán hay là cây cầu xi măng, ở phía trước có phải không thầy? Xa hơn nữa nó có một cái tảng đá, rồi xa hơn nữa có ngọn núi, có dòng suối, phải không? Hỏi chi vậy? Sáng suốt không trả lời cái đó mà nói nè, con hãy chú ý từng bước đi của con qua chừng trợt đó, cái chừng vấp ngã, có chừng bị trợt chân đó, chú ý từng bước đi. Hãy đi được bước nào là rút ngắn cái con đường và sẽ đạt đến cái mục đích lúc đó. Cho nên chúng ta không cần phải thắc mắc, không cần phải hoài nghi. Thứ ba, là khi mà chúng ta thực hành thiền định đó, chúng ta cần phải theo một cái nghi thức, như là người ta vẫn thường làm cái nghi thức cúng tế. Mỗi khi làm cái lễ sự gì, người ta có cái nghi thức cho nó trang nghiêm. Thì cái việc hành thiền của chúng ta đó, có phải chăng chúng ta phải làm cái nghi thức đó? Ở đây thưa quý vị, Ngài Acacha người nói rằng thực hành thiền định là chúng ta học cái cách xả bỏ, chứ không phải để gia tăng cái sự dính mắc. Ngày xưa quý vị, khi mà chúng tôi còn bé, còn sơ di, chúng tôi đi đến chùa một cái ngôi chùa Khmer Trà Vinh, thì cái vị hòa thượng trong chùa là vị thiền sư dạy cho các cái vị cư sĩ, cho các vị sư đi thiếp, tức
nhất là hành thiền, mỗi người có cái thùm nhỏ nhỏ, sáng họ trang nghiêm lắm. Tỳ khưu thì đắp y tăng lê cột khăn giới chặt chẽ, xây di buộc khăn giới. Còn mấy bà tu nữ thì mặc đồ trắng, dắt khăn giới lên trên vai, rồi mỗi người sẽ đem theo một cái ốp nhang, một đôi đèn cầy nhỏ. Hồi đó vị thiền sư hay ăn trầu, họ đem theo một dĩa tim têm sẵn, một vài miếng trầu để trên đó. Rồi cái lên đảnh lễ vị thiền sư, cái cốc cốc sàn, cốc thiền sư, cốc sàn, cái sala, đảnh lễ từng người xong rồi, cái vị thiền sư sau khi nhận lễ phẩm đó, xem như làm lễ bái sư ngày nào cũng vậy, rồi thầy mới dạy cho bữa nay phải niệm như thế này, vâng vâng. Ngày nào cũng làm như thế, chúng tôi thấy chúng tôi rất là ngưỡng mộ tu hành, sao mà trang nghiêm quá, nghi thức quá, cái này khó làm nghe. Chúng tôi hồi nhỏ chúng tôi nghĩ vậy, nhưng mà cho đến khi mà mình lớn lên mà không hiểu Phật pháp, mình thấy những cái chuyện đó Đức Phật ngày đâu có bắt buộc, đâu có dạy chúng ta đâu. Thậm chí đạo sĩ Đạo Trần Gia Bạn Giác, ông được một vị chư thiên nhắc cho biết là trên thế gian này chỉ có Đức Phật, chỉ có cái Samugotama mới là vị A-la-hán và biết được cái con đường để đưa đến quả vị A-la-hán thôi. Ta nghe như vậy chúng ta lặn lội đi tìm Đức Phật. Thì lúc bọn ta gặp Đức Phật trên đường đó, trên đường Ngài đi Phật thực, chúng ta quỳ xuống đảnh lễ và xin Ngài dạy cho chúng ta về về cái pháp thực hành để đưa đến quả vị A-la-hán. Đức Thế Tôn Ngài quán xét thấy rằng ông Bạn Giác này có duyên lành chứng A-la-hán trong ngày hôm nay, và hơn nữa thọ mạng ông ta chỉ sống trong ngày hôm nay thôi, sống hết ngày hôm nay. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài dừng lại, Ngài đứng, Ngài thuyết cho nghe một cái, Ngài khai thị cho một cái thiền án rất là tóm tắt. Dithe dithamattam suvisti sute sutamattam suvisti mute buttamattam suvisti vinyate vinyatamattam suvisti. Khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, không có chấp. Cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Chúng ta nghe như vậy đó, chúng ta đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật tiếp tục đi khất thực, thì chúng ta ngồi lại những dưới gốc cây, ta hành thiền. Con mắt nhắm lại, đương nhiên là không thấy rồi. Còn quên lỗ tai, bị ngồi bên vệ đường, nghe âm thanh có khi người đi qua, xe đi lại, nghe chỉ biết là nghe thôi, không nghĩ rằng ta nghe. Rồi có cái mùi do mũi ngửi thấy, do mũi ngửi biết, chỉ biết là cảm nhận vậy thôi. Vậy mà chút xíu đắc A-la-hán tôi đơn giản thôi, chứ không có làm cái nghi thức cầu kỳ. Nếu mà chúng ta làm những cái nghi thức cầu kỳ đó, chúng ta dính mắc vào những cái nghi thức đó, cũng giống như bây giờ mà trên thị trường đó thưa quý vị, những cái hàng sản xuất ra người ta quan trọng cái chỗ bao bì cho nó bắt mắt, bao bì phải in cho đẹp, hàng chữ cho ấn tượng, cái logo cho ấn tượng, rồi
cái tiếp thị marketing thì phải cho nó bề thế một chút. Nhưng mà rốt cuộc khi mà làm xong mấy cái đó nó tốn kém, mặt hàng xài ra người ta xài những thời gian, nó bị hư cái này hỏng cái kia, người ta chán, riết là sạc nghiệp thôi. Chứ không phải giống như thời xưa người ta đóng cái bàn, cái tủ, người ta làm cái gì làm bằng thủ công, làm xong là chắc, có thể bỏ ở dưới đất, nó chôn vùi dưới đất hàng trăm năm. Khi mà đem lên thì cái bình bằng đồng đó, cái chén, cái tổ bằng sứ thời đó, thời xưa đó, bây giờ cũng còn y nguyên như vậy, rửa sạch sẽ đem đến để cũng lịch sự chán đi. Cho nên chúng ta bây giờ chúng ta chạy theo cái hình thức nhiều quá, chúng ta bị dính mắc cái đó là chúng ta bỏ quên cái cốt lõi này, chúng ta phải chú ý. Cái điều thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở đây là khi mà chúng ta hành thiền, nó có nhiều cái chuyện diễn ra trong tâm. Thì bây giờ vị hành giả nên tìm hiểu chúng hay là chỉ ghi nhận cái sự đến đi của chúng? Ở đây chúng vị, nó cũng còn tùy, nó tùy theo trường hợp. Nhưng mà trước tiên là khi nó diễn ra như vậy đó, tâm nó bị lôi kéo, nó trở thành bị phóng dật. Do đó lúc vị hành giả chỉ cần ghi nhận bằng cái sự chánh niệm thôi, ghi nhận nó đang sanh và ghi nhận lúc nó đang diệt, chỉ ghi nhận thôi. Bằng cách này vị hành giả có thể bỏ bớt đi những cái gì mà nó lôi kéo tâm. Ở chúng tôi nghe ở nước ở Mỹ ấy, khi mà đi dọc đường họ thấy có những cái accident, những cái tai nạn giao thông mà nó xảy ra, người ta bỏ qua, người ta nói là cái chuyện đó có cảnh sát lo, mình có cần gì. Nhưng mà ở Việt Nam thì khác. Chúng ta đang đi ở đây mà chúng ta nhìn trước thấy bu đông ở ngoài đường chật xá là chúng ta biết là có xảy ra tai nạn. Cho nên ở Việt Nam khỏi cần biển báo cho biết là mấy cây số nữa có tai nạn giao thông, không cần. Người ta đông ở phía trước là biết rồi. Cái tánh mình hay tò mò tìm hiểu, đang ngồi trong nhà vậy đó, đang quét nhà, đang ăn, bỏ chén cơm xuống chạy ra cửa đứng lố nhố nhìn tới chứ gì. Cũng như khi mà chúng ta hành thiền, những cái chuyện diễn ra trong tâm, nếu mà chúng ta ở đó chúng ta tìm hiểu chúng, cái này là cái gì, tại sao nó diễn ra, vâng vâng, chúng ta tìm hiểu như vậy là một hồi tâm của chúng ta bị phóng dật. Cho nên chúng ta không cần thiết, chúng ta hãy chuyên chú hành thiền là chúng ta chỉ đặt cái chánh niệm thôi, chúng ta chỉ đặt chánh niệm là đủ. Theo chúng tôi thì chỉ nên ghi nhận cái sự đến sự đi của những cái sự đó của chúng, vậy là đủ rồi. Chúng ta khỏi cần phải tìm hiểu, còn tìm hiểu vấn đề đó thì hiểu một hồi là cái tâm chúng ta bị kéo đi mất. Chúng ta đang đi trên phố, đi tới chợ, gặp cái sự kiện giao thông xảy ra, kể mình né vào một bên, mình đi tới nơi, nhìn về tới chốn được rồi, cho nó khỏi mất thời gian. Còn đứng lại mình nhìn có lợi ích gì, người đó chết kiểu nào, chết cách nào, vân vân, bàn tán xôn xao, chuyện đó khỏi cần.
chỉ cần ghi nhận thôi. Cái điều thứ năm đó, là trong lúc mà chúng ta hành thiền, chúng ta có cần khởi lên cứ ước nguyện hay không, ước muốn hay không. Thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc, cần phải nhớ một điều. Trong bốn cái ít thí ba đắc, thì cái đầu được gọi trang ít thí ba đắc, tức là dục như ý túc. Dục chữ chanh đá đây là ước muốn. Nhờ có cái sự ước muốn đó, nó mới đem đến cái sự tinh tấn để đạt, để đạt được. Tinh tấn mới đem đến chánh niệm và chánh định. Cho nên gọi là dục định cần hành. Rồi đến tấn định cần hành, tâm định cần hành và thấm định cần hành. Dục cần tâm thẩm, mấy cái này là phải có. Nhưng mà trước khi hành thiền đó là chúng ta đã có cái ước muốn rồi. Thí dụ bây giờ chúng ta đang đi ở xa về, hoặc là đi khất thực mới về, hay là làm xong công việc chúng ta bắt đầu bước vào trong tỉnh thất, khởi lên ước muốn rằng giờ này đã đến thời ta hãy ngồi xuống chánh niệm tỉnh giác một chút. Cái đó là sự ước muốn, gọi là chanh đắc. Khi mà ngồi xuống rồi thì bắt đầu làm cái công việc chánh niệm của mình. Chúng ta khỏi cần mong ước, mong đợi cái gì nó chưa đến. Đừng mong đợi cho nó đến. Ngồi mới có chánh niệm chút xíu là chúng ta mong đợi làm sao để cho, làm sao cho định nó phát sanh, cho phỉ lạc phát sanh. Chúng ta cố gắng đi tìm cái phỉ lạc, pi tí, là không bao giờ chúng ta có được. Chúng ta cứ việc ngồi lại chú tâm bất loạn, cứ chánh niệm hoài như vậy. Khi mà đạt đến Upacara Samadhi, tức là đến cận hành định, là sắp sửa bước sang thiền định đó, thì lúc đó phỉ lạc nó sẽ phát sinh lên. Chúng ta cứ làm đúng y như vậy thì nó sẽ phát sinh. Còn chúng ta có cái sự mơ ước đó, thì làm Ngài nói rằng nè, cái câu mà Ngài nói mong ước trong lúc hành thiền có thể là bạn hay là kẻ thù. Nếu cái sự mong ước đó khiến cho ta muốn hành thiền, muốn tìm hiểu, muốn chấm dứt khổ đau, thì đó là bạn. Còn nếu khiến cho mình mong ước những gì chưa xảy ra, muốn cái đối tượng mà mình có, muốn mình có được những gì mà đối tượng đó không thể có, thì cái đó nó là kẻ thù. Cái sự mong ước được kẻ thù. Cho nên chúng ta phải tùy. Nếu sự mong ước là động lực để giúp cho chúng ta tinh tấn hành thiền đó, thì tốt, là phải có. Nhưng mà không phải lúc nào cũng mong ước. Đang trong lúc mà chúng ta làm việc đó thì chúng ta phải gì? Trong bất cứ nghề nghiệp nào, như là một vị bác sĩ, hay là một họa sĩ đang vẽ bức tranh, một bác sĩ đang trị bệnh cho bệnh nhân, tất nhiên là cái nghề đó thì ai cũng muốn trong cuộc sống mình được thăng hoa, có tiền,
trở nên giàu có do nhờ cái nghề nghiệp của mình, để làm cái động cơ thúc đẩy cho họ thành tựu được cái nghề nghiệp. Nhưng mà khi đang vẽ bức tranh thì người họa sĩ đó, nếu muốn vẽ bức tranh cho có hồn thì lúc đó không nên khởi lên cái tư tưởng mong ước cái bức tranh này sẽ bán được bao nhiêu tiền. Không được. Một bác sĩ trong lúc mà đang cấp cứu cho một bệnh nhân thì lúc đó bác sĩ là phải chuyên tâm dùng cái kiến thức y học của mình để mà cứu lấy bệnh nhân. Trên lúc đó bác sĩ nghĩ đến cái tiền công mà người ta phải trả cho ông thầy thuốc bao nhiêu, thì như vậy là trị bệnh không được. Người ta cũng như khi chúng ta hành thiện vậy, cái ước muốn lúc ban đầu để chúng ta tinh tấn hành thiền đó, thì ước muốn đó chúng ta nên có, gọi là chan đến chi ba đó. Nhưng mà khi đang hành thiền chúng ta cứ vọng mong đạt đến những gì mà mình chưa có khả năng đạt đến, chúng ta cứ vọng tưởng như vậy đó, thì cái đó là kẻ thù, là cái sự chướng ngại cho cái việc hành thiền. Chúng ta phải chú ý điểm này. Bây giờ vấn đề thứ sáu ở đây, thưa quý vị, có cần phải trình pháp với vị thiền sư hàng ngày không, nếu mà mình ở gần thiền sư? Ở đây thưa quý vị, trong cái vấn đề này, nó cũng không cần thiết. Bởi vì cái tình trạng đó bây giờ nó trở thành một cái hình thức rất là tiêu cực. Có những vị hành giả trong lúc hành thiền đó, họ không có chú ý, không có sống thật với thiền chánh niệm, không có sống thật. Mà khi ngồi vào đó, vì cái nội quy cho biết là chiều mấy giờ sẽ đến trình pháp, họ sợ rằng không có chuyện để mà trình cho thiền sư thì chứng tỏ rằng mình không có hành thiền. Vì vậy cho nên họ cố gắng đặt ra thật nhiều cái hiện tượng. Nhiều khi cái hiện tượng không có mà họ vẽ thêm để họ lấy đó họ đi hỏi vị thiền sư. Cái này nó có lợi gì thưa quý vị? Đi đến một thầy thuốc mình phải khai bệnh thật sự cái triệu chứng mình có, chứ mình đừng có vẽ vời thêm. Rồi ông thầy thuốc, bởi vì thiền sư của chúng ta thời nay chưa phải là bậc thánh, chưa có tha tâm thông, thì do đó cho nên chúng ta khai bệnh như thế thì vì thiền sư cứ nhắm vào cái sự khai bệnh đó mà dạy cho chúng ta cái cách để đối trị, thì chúng ta đem về chúng ta làm riêng thời gian chúng ta làm thiền. Cho nên chúng ta không cần phải trình pháp, mà chúng ta phải tự mình là vị thầy của chính mình. Tự thầy là vị, chúng ta phải biết mình hành thiền niệm mạnh chưa, chánh niệm mạnh chưa, có dấu hiệu của sự định tâm chưa. Chúng ta phải tự biết lấy. Đang trong lúc hành thiền nó xảy ra cái trạng thái mơ mơ màng màng, thấy cái này thấy cái kia, hay là nó bị ngứa bị tê, chúng ta phải tự mình giải quyết. Bị giải quyết cái tê chân, cái ngứa ngáy đó, chứ chúng ta không thể mỗi chút mà đem trình pháp về thiền sư. Có nhiều vị thiền sư khi mà nghe như vậy đó,
vốn biết rõ là thiền sinh đang cố gắng đặt ra vấn đề để trình pháp, chứ không có thật. Vị thị sư mà tu tập thuần thục thì thị sư nó sẽ không nổi giận, mà chỉ khuyên một câu thấy biết, hãy tiếp tục trở lại chánh niệm với cái đề mục. Hoặc là thị sư khuyên rằng nên ghi nhận những cái hiện tượng này là vô thường, sẽ là vô thường, biến hoại, nó sanh rồi nó diệt, nó mất đi, khuyên như vậy thôi, chớ không cần giải thích cho họ nghe cái hiện tượng đó là cái gì, không cần giải thích. Còn nếu mà gặp thị sư mà vị đó yếu tay ấn, vị đó sẽ nổi nóng và sẽ vỡ trách chúng ta. Cho nên chúng ta hành thiền không có nghĩa là quá quan trọng vấn đề trình pháp hàng ngày với vị thị sư. Thậm chí một tuần lễ, nửa tháng hoặc một tháng chúng ta không cần trình pháp với thị sư cũng được. Ngày nào chúng ta cũng tích cực nỗ lực để chánh niệm với cái đề mục, và tự mình phải biết cách xoay sở như vậy là đúng rồi. Giống như là một toán lính khi mà xung phong ở trận mạc, ở chiến trận, thì những người lính kinh nghiệm là họ chỉ chú ý để đối đầu với quân địch phải đánh bằng cách nào, kỹ thuật tác chiến ra sao thôi, chứ không phải mỗi chút mỗi điện về tướng tổng tư lệnh để xin ý kiến, cứ mỗi chút xin ý kiến, mỗi chút xin ý kiến. Bây giờ địch nó bước lên, nó tiến lên 100 thước, quá gần kề, chúng tôi phải làm sao, làm sao mình xin ý kiến một hồi là chết hết cả đám. Cho nên người ta phải quyển chuyển. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta gặp những hiện tượng đó thì chúng ta quay trở về của số 0. Quay trở về số 0 là sao? Trả về của số 0 có nghĩa là thấy nhiều cái hiện tượng xảy ra, chánh niệm biết rõ cái này, một là thọ quẩn, hai là tưởng quẩn, ba là hành quẩn, bốn là thức quẩn. Mà hệ quẩn hiện khởi thì nó sẽ vô thường, sape sankhara anicca, sape sankhara anicca, cứ thấy đó là vô thường được rồi, rồi chúng ta bỏ. Cho nên trong cái việc hành thiền của vị hành giả, giản dị là càng tốt, nhưng mà chúng ta phải biết cách, biết cách giản dị, chứ đừng cho rườm rà. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị đề tài sáng hôm nay về cái việc hành thiền dựa theo cái bài viết của Ngài Thiền Sư Ajahn-cha. Đến đây chúng tôi xin dứt lời, kính chúc quý vị trong một mùa đại dịch tâm được bình yên, an trú trong thiền định để tìm được cái sự an lạc ở trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy. Kính thỉnh thượng tọa cho đấng trở lại. Sa thú kính thưa ngài, thượng tọa thiền sư. Hôm nay thượng tọa thiền sư chú pháp giọng rất là khỏe. Cách đây hơn một tháng rưỡi, cứ nghĩ trong bụng là nếu sau 4 tuần lễ mà tất cả chư tăng Phật tử sinh hoạt và mọi người được bình an hết thì thật là hoan hỷ. Hôm nay thì chúng ta đã qua thời gian đó rồi, mọi người sinh hoạt cũng bình an,
những cái thực tập tự siêu vẫn rất khỏe, nhưng mà chúng ta vẫn còn một hành trình dài trước mặt. Hiện nay thì đại dịch vẫn đang tiếp tục hoành hành, và chúng ta thực sự chưa biết rõ cho đến lúc nào đại dịch qua. Bên chư Tôn Đức và chư quý Phật tử bây giờ thì chúng ta bước qua một phần khác. Xin thay mặt đại chúng kính dâng sự tạo tự siêu, và xin thỉnh đại đức Sự Tri, không biết đại đức Sự Tri có mặt trước máy và có thể tụng kinh Rất Thánh Xuất Tá bằng tiếng Phạn không? Nếu đại đức Sự Tri đang có mặt trước máy, xin thỉnh đại đức Sự Tri quan hệ tục trật và kính đại đức Sự Tri. Và con kính đến lễ thượng tọa sư phụ thầy siêu tòa giác đàng cùng chư tôn tức, và con xin phép đọc thuộc bài kinh Rất Thánh Xuất Tá. Upathaya tathagata sadapadasabaramiyo dasapadaramiyo dasaparamathabaramiyo banchamahaparichageti socariya pachimaphave gapha cảm tình cha tình a phi ni kha ma nang ba tha na cha ri yang bồ thi ban lan ke ma ra vi cha yang sa pa nyu tang nya na pa ti ve thang na wa lo ko ta ra tham me ti sa pa pe me bồ tha gu ni a wa chi to ve sa li ya ti su ba ka ran ta re su ti ya ma ra ting ba re tang ka ran to a ya sma Ananda thế ro vya karun na chitang upathabe toa koti sata sahase suchakka wale sude guata yasa nam patigan han chakwe saliyam pure ro gamano sado fika samputan tigwithang fayang kipamantara thabe siparitanang phanamahe Yani taputa ni samagata ni pumma ni waja ni wantale ke sauta sumana pagwan tua to pisaka tasunan tupa sitang tasmahi puta ni sa metrape metang karo tama nusiya pacha jadi wacara to caharan tiye paling tasmahi ne rakhata apmata yang kinci witang ita wahurang wasake suwa yang ratanang panitang mano samang ati tathagate naidam vipute ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu khayang kwiragang amatang banitang jada caga sakya muni samahito natena thammena samak ikinci dambi thamme ratanang banitang etena sacena suvati hotu yambuta setho bariwana yisu ching samathi manantai kanyamahu samathi natena samo Navichati dambi thamme ratanang panitang etena sacena suvati hotu ye pukkala atasatang basatha chatari etani yugani hontite dakhinaya sugata sasavaka ete sudinnani mahapala nidambi sankhe ratanang panitang ete na sacce na suvati hotu yeso payota manasadan he na nikamino o tamasasanam hite bhati bata matang vigai halatha mutha niputhing bunchamana sanghe ratanang panitang ete na sacce na suvati hotu yathing dakhilo pathawing sito siya Chato phikvate phyasambhakam viyo tatho bhamang sapuri sangvadamiyo Ariya sachaniya vechabhasati dambi sanghe ratanang vanitang Etena sachena suvati hotu ye Ariya sachani vipako yanti dambi dabbanyi Nasudesitani kincha vite hontu pusapamata
thế pháp quang a tham ham ma di yan thi đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu sa ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa wan ti sa ka ya di ti vi chi ki chi tang cha si la pa tang wa bi ya da ti kin chi cha tu ha ba ye cha we pa mu to cha cha phê tha na viya pháp po ca tum hi đam bi sang khê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu kin cha ti so cam măng ca ro ti ba ba căng ca ye na wa cha yu da che ta sa wa pháp po so ta sa pa ti cha da ya pháp pa ta di sa pa da sa vô ta hi đam bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê thế na sa chế na su hoa tư hô tu hoa na pa gâm vê nhà tha phô si ta kê im ha na ma se pa tha ma s minh gim hê ta thu ba măng tham ma hoa răng a đê sa yi ni pa na ga minh pa ra măng hê ta hê răm bi bu thê đa ta năng pa ni tăng ê thế na sa chế na su hoa tư hô tu hoa đô hoa răng nhu hoa ra đô hoa ra ha đô anuttaro dhamma varang adesa yidam viputhe ratanang panitang etena sacchena suvati hotu khinang puranang navang nati sampavang virata citta jatike pavasming te khina bicha virunhi chanda nippanti thida yathayam padipu idam visanghe ratanang panitang tăng hệ tát chế na su hòa tứ hộ tứ gia ni tháp phù ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni hòa gia ni quan ta lê khê ta tha ga tăng đề qua manu sa phù chi tăng bồ tăng nam ma sa ma su hòa tứ hộ tứ gia ni tháp phù ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni hòa gia ni quan ta lê khê ta tha ga tăng đề qua manu sa phù chi tăng tham mang nam ma sa ma su wa ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa ma nu sa pu chi tang sang khang nam sa ma su wa ti ho tu con đã đọc xong bài kinh Tát Na Sút Tá, kính cung thỉnh thượng tọa giấc đẳng quay trở lại trường hợp chương trình, kính cung thỉnh ngài. Xa thú kinh riêng Đại Đức Tuệ Tri, bạch chi Thục Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay vì không có thời giờ chúng ta đọc kinh Tát Na Sút Tá một lần, và Đại Đức Tuệ Tri đọc xin được đọc đến một ý nghĩa của bài kinh này. Nếu chúng ta đọc kỹ lời phần phản ngữ thì trong kinh văn có cái chữ Ratanang và Ni Tăng. Ratanang là châu báu hay là quý giá, quý báu, và Ni Tăng là tối thượng hay là cao cả. Thưa quý vị, tại sao ở đây có đề cập đến giá trị, mà trong cái giá trị đề cập đến cái gì là cao cả? Một ở trong những điều khiến cho tâm tư của chúng ta được thăng hoa, được hướng thượng và đẹp, và cũng là một cái sự hy cầu cao cả của cái gọi là phước báo, thì thưa quý vị, chúng ta phải nghĩ đến cái gì cao cả nhất? Chúng tôi có đọc một quyển sách của một nhà văn. Ông nói rằng không chắc những gì mà chúng ta đến đều là cái tốt nhất ở trong cuộc đời, nhưng mà cũng không có gì cấm chúng ta nâng cao đời sống của mình bằng hướng đến cái gì tốt nhất. Nếu chúng ta mong cầu, nếu chúng ta hướng đến, thì tại sao chúng ta không mong cầu điều tốt nhất?
chữ Ratana Bani, Ratanang Banita chỉ cho châu báu thù thắng. Nói chỉ thù thắng ở đây thì cũng chưa dịch hết chữ Banita. Và thưa quý vị, chúng ta đi theo những giá trị của mình. Đời sống này có những người nặng nặng về danh, nặng nặng về lợi, nặng nặng về tài, nặng nặng về tình. Dù là tài tình danh lợi, cái gì mà mình nặng nặng thì mình sẽ đi theo đó. Đúng, chúng ta phải tự hỏi rằng cả một quãng đời dài mình sống, cái gì là cái giá trị mà mình đi theo. Và đặc biệt là ở trong cái tình huống mà gọi là chúng ta không có nhiều khả năng để chuyên chở mọi thứ. Khoảng 3 năm trước, thưa quý vị, chúng tôi có dịp đi lên thăm một cái nơi ở miền Bắc California. Lúc đó thì có một trận hỏa hoạn rất lớn. Nó vừa đi ngang một cái vùng đất. Ở đó có rất nhiều ngôi nhà mới, lớn và nằm ở trong cái khu gia cư tương đối cũng khá giả và bị cháy rụi. Rất là khó tưởng tượng là một cái khu gia cư mà cây xanh cao lớn, nhà cửa mà có những con đường chạy ngăn từ cái dãy nhà qua dãy nhà khác, nhưng mà tất cả đều cháy rụi, kể cả một số xe cộ và một số những cái mới giặt mới sấy ở trong nhà nó cũng cháy chảy ra hết. Chúng tôi về có đọc một số tài liệu về trường hợp mà nhà cháy ở California. Thì trong số các bài viết họ có đề cập đến một việc là nhiều căn nhà người ta đang ngủ và cảnh sát đến gõ cửa bảo rằng nhà cháy phải di tản ngay lập tức. Thì những người này họ phải đối diện với một việc mà trong giây phút, 5 phút, 10 phút họ phải quyết định là cảnh sát biểu mình chạy tại vì lửa sắp tới. Và thưa quý vị, hầu hết thì họ không biết mang ra cái gì. Có nhiều người rời khỏi căn nhà chỉ với bộ đồ ngủ thôi. Cũng may là ở Mỹ này, thưa quý vị, phần đông người ta còn có tiền ở trong nhà băng, còn có tiền bạc cất thứ này chỗ kia. Và ở trong cái thảm thúc mà nhà bị cháy mà chúng ta phải rời khỏi nhà, thì lúc đó nếu chúng ta đảo mắt nhìn quanh, chúng ta phải tự hỏi rằng cái gì là cái quan trọng nhất, tốt nhất mà mình muốn mang theo. Tại vì mình không thể mang theo tất cả. Đời sống của con người chúng ta đôi khi phải tự mình đối diện với một câu hỏi như vậy và phải tự mình trả lời. Và chúng ta không có nhiều thời giờ để đắn đo. Thì ở đây, khi mà chúng ta nói rằng Đức Phật chính là châu báu thù diệu, Pháp bảo là châu báu thù diệu, Tăng bảo là châu báu thù diệu, phải mất rất là nhiều năm, mất rất nhiều suy tư để chúng ta tụng câu đó bằng sự chân thành nhất, cảm nhận nhất. Không phải ai cũng nghĩ đến Phật Pháp Tăng là châu báu thù diệu đâu. Có thể chúng ta tin là Phật bảo, Pháp là Pháp bảo, Tăng là Tăng bảo. Nhưng mà rất Tăng và Ni Tăng là một chuyện không có đơn giản. Vì vậy trong bài kinh này đặc biệt thì nhắc chúng ta thấy rằng ở trong lúc thập tử nhất sinh, ở trong cơn thảng thốt, thì nếu chúng ta phải rời khỏi căn nhà đang cháy và mình tự đặt câu hỏi rằng mình phải mang đi ra điều gì, thì phần đông chúng ta không biết mang theo cái gì hết, chỉ ra tay không thôi. Và nếu phải mang theo thì
mình có rất nhiều thứ để mang theo, mà chúng ta có thể mang theo hết tất cả lúc đó. Vì vậy ngay trong cuộc sống này, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: cái gì là giá trị lớn nhất? Chúng ta có thực sự cảm nhận rằng Phật là Phật bảo, Pháp là Pháp bảo, Tăng là Tăng bảo, và chúng ta thực sự cảm nhận giá trị đó hay không? Thì câu trả lời tùy thuộc ở mỗi chúng ta rất nhiều. Đó là vài điểm chúng tôi muốn chia sẻ trong bài kinh ngày hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển sang một vài thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Ở trong tuần lễ vừa qua, Tòa Bạch Ốc đã hô hào rất là nhiều vào việc chấm dứt lệnh phong tỏa. Tổng thống Donald Trump muốn kêu gọi mọi người có được cái niềm tin để trở lại với công việc làm và thúc đẩy sự khôi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ. Dù rằng Tổng thống tuyên bố như vậy, nhưng mà trong thời gian rất ngắn thì một cái viên chức là phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence. Phó Tổng thống Mike Pence cũng là người cầm đầu cho ủy ban để phòng chống dịch bệnh của Tòa Bạch Ốc, là ủy ban đặc nhiệm phòng chống dịch bệnh. Thì người phát ngôn viên bị lây nhiễm COVID-19. Rồi một người mà chuyên môn đậu xe, chiếc xe tổng thống đó, thuộc về Secret Service, cũng bị lây nhiễm. Và một phụ tá gần của cô Ivanka Trump, tức là con gái tổng thống, người phụ tá đó cũng bị lây nhiễm. Thì thú vị, điều đó nhắc cho chúng ta một lần nữa một bài học, là cho dù lệnh phong tỏa được chấm dứt và mọi người đang cố gắng trở lại với công ăn việc làm hàng ngày, nhưng mà đừng nghĩ rằng lệnh phong tỏa chấm dứt có nghĩa là mọi thứ sẽ bình yên. Mà thật ra thì nó có thể còn nguy hiểm hơn trước kia nữa. Điều mà những người ở nước khác khó hiểu về nước Hoa Kỳ đó, đó là cái thái độ của một số lớn những người Mỹ rất khẩu trang. Và có nhiều bài báo trước đây đã từng biết phê bình rằng mang khẩu trang thật ra không lợi ích gì. Nhưng mà ở trên thế giới này, thưa quý vị, tất cả những quốc gia mà có cái khả năng đẩy lui bệnh dịch đều có một cái lệnh rất là nghiêm khắc về vấn đề khẩu trang. Khẩu trang mang vô thực ra rất bất tiện, khó chịu. Và nếu ngày hôm nay chúng ta đi đến các siêu thị thì chúng ta cũng thấy rằng dần dà người Mỹ họ bỏ bớt, họ không mang khẩu trang nữa. Hai cái cửa hàng thực phẩm lớn mà có nhiều cơ sở tại Houston, đó là HEB và Costco. Costco là một công ty bán sỉ toàn quốc. Khi mà họ yêu cầu khách hàng và bắt buộc phải mang khẩu thì đã có rất nhiều cái phiền phức, và cuối cùng HEB cũng phải bỏ cuộc. Cái việc mang khẩu trang bây giờ chỉ là cái việc mà tự giác thôi. Ở đây chúng ta phải nói đến là cái văn hóa của người Mỹ, họ hoàn toàn chống đối và họ ghét bị người khác nói rằng nên làm cái này, đừng nên làm cái kia. Do vậy cũng xin thưa rằng cuối cùng rồi thì chúng ta phải tự bảo vệ chính mình. Những Phật tử lớn tuổi, chư tăng ni lớn tuổi không nên đi ra đường nhiều nếu không quá cần thiết. Và nếu ra ngoài đường thì cố gắng cẩn trọng tối đa. Không có nghĩa là bãi biển mở cửa, không có nghĩa là trường học mở cửa, không có nghĩa là những cơ sở thương mại mở cửa,
thì tất cả đều được an toàn, không có. Chưa bao giờ nhân loại mà phải làm một điều mà rất là mâu thuẫn, là một mặt thì mình cách ly ở nhà để được an toàn, nhưng mà ở nhà vừa an toàn chưa đến đâu thì chúng ta đã lại mở cửa để mời gọi sự nguy hiểm trở lại. Thí dụ bên Đức, ngày hôm nay đã có một vài ngôi làng trở thành tâm dịch tại vì mở cửa quá sớm. Chúng ta phải lắng nghe rất kỹ ở các nơi, nhất là thành phố mình đang sinh sống, thử xem sự lây nhiễm như thế nào, và dựa trên điều đó thì mình quyết định. Dù sao thì mong rằng tất cả chúng ta tiếp tục cẩn thận. Bệnh dịch có thể lây nhiễm bất cứ ai, dù đó là một người làm việc trong tòa bạch ốc, hay là một người homeless ở ngoài đường, dù đó là một nhân viên y tế như bác sĩ, y tá, hoặc giả là một người đi đến siêu thị mua sắm thường, thì cái khả năng lây nhiễm đều có hết. Và chúng ta không thể ý lại, không thể nhân danh đó rằng tôi làm thế này, tôi làm việc kia mà nó không bị lây nhiễm. Ở đâu cũng có, thưa quý vị. Đó là vài điều muốn chia sẻ với quý Phật tử, chư tăng quý Phật tử trong bài nói chuyện hôm nay. Xin được tri ân chư tăng đã vào rung để chia sẻ với chương trình tu học đặc biệt này. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và mong rằng chúng ta luôn luôn cẩn trọng ở trong thời kỳ đại dịch. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Vương Tam Thế Phật Bảo. Nam mô Phật Vương Tam Thế Pháp Bảo. Nam mô Phật Vương Tam Thế Bảo. Pháp vi diệu nghìn thân an ngộ, phương quân thở khó cầu, ngày tàn tháng lùng qua mau, đâm sai trần cảnh vùi đầu tử sinh. Đây là giờ diễn kinh vô thượng, đây là giờ đọc tùng pháp âm, mà lời vàng lý nghiêu thân. Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nam mô ta sa pha wa tô a ra ha tam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha wa tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha wa tô a ra ha tô sam ma bồ tát sa cuối đầu đảnh lễ đấng tự tôn, bồng chánh nguyên kỳ năng cung dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm như lời quần sanh bồ tát sa ra năng ga cha mi tham man sa ra năng ga cha mi sanh căn sa ra năng gacchami dutiyam vibhutam saranam gacchami dutiyam vidhammam saranam gacchami dutiyam visangham saranam gacchami tatiyam vibhutam saranam gacchami tatiyam vidhammam saranam gacchami tatiyam visangham saranam gacchami đệ tử quy y Phật Nga đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn, đệ tử quy y Pháp Nga đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắng lạc, đệ tử quy y Tăng Nga bậc hoàng kỳ chánh pháp vô thượng phước điền. Lần thứ hai đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Lần thứ ba đệ tử quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bần ưng cung chánh biên trì minh, hành tung thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân tư.
nhân bằng hiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hương thường chi giả thân chứng nhưng tâm đảnh lễ chư tăng thân đệ tử thế tôn bằng thiện hạnh hạnh như hạnh chân hạnh gồm bốn đôi tâm vì các ngài xứng đáng tôn trọng cung nghinh cung dường chấm tay kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nay đại lễ tang tư tam hợp ngày đản sanh thành đạo niết bàn nhớ ơn sâu thiền thệ cha lành nội gương sáng thần hành bi khi tổ tri diệu lại pháp cho